Alhamdulillahi Alamin salatu ala rasulillah nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba Một số người nghĩ rằng tôn giáo sẽ đối nghịch với tâm trí Và trái ngược với đường lối khoa học Bởi vì tôn giáo là quan điểm bắt nguồn từ ảo tưởng, quyền thoại và suy nghĩ mê tín, Trong khi khoa học và triết lý là cách truy cập và tìm hiểu có hệ thống có thể trở thành một nguồn kiến thức xác thực và chắc chắn dựa trên nhiều yếu tố nghiên cứu tư duy và thí nghiệm quan niệm này khi nhìn nhận lại thì có mặt đúng và mặt sai của nó Mặt đúng chẳng hạn như có một số tôn giáo được hình thành từ ý tưởng của con người và đôi khi có sự mâu thuẫn bởi vì nguồn gốc và các sách của các tôn giáo đó đều bắt nguồn từ những câu chuyện huyền thoại, cổ tích và mê tín trái với quy luật của vũ trụ và khoa học. Còn mặt sai là đã đưa ra một sự phán xét trên tất cả các tôn giáo mà không quan tâm đến sự khác biệt hiện hữu giữa các tôn giáo. Chẳng hạn như về nguồn gốc tôn giáo, về nội dung, về chương trình và các bằng chứng của nó. Khi nghiên cứu về Kinh Quran Thiên Liên, nền tảng chủ đạo của Islam, thì chắc chắn sẽ thấy rằng Kinh Quran đã cho tâm trí một vị trí mà các tôn giáo khác không hề có không cần thiết phải nghiên cứu tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong Quran mà chỉ cần lưu ý một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng Quran khuyến khích tâm trí hoạt động. Quran kêu gọi tâm trí phải suy ngẫm và tư duy. Thậm chí Quran đã lặp đi lặp lại câu nói, đã lặp đi lặp lại câu hỏi mang tính chê trách. Há các ngươi không chịu suy ngẫm ư? Thì Quran đã lặp đi lặp lại câu hỏi này hơn 13 lần. Qur'an hướng dẫn tâm trí hoạt động về nhiều điều. Thứ nhất, Qur'an đề cập đến tâm trí của con người khi họ tự cao tự đại, sợ hãi và ngu dốt. Qur'an bảo con người phải tin nơi Allah Subhanahu wa Ta'ala bằng những bằng chứng và lý luận hợp lý. Tư biểu như lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala: Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun? Am khalaqu as-samawati wal ar Bal la yuqinun. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun? Am humul musaytirun? Chẳng phải chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì cả hay phải chăng chúng là đấng tạo hóa? Phải chăng chúng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất? Không, chúng không có niềm tin vững chắc vào điều đó. Chương 52, at Atut, câu 35 đến câu 36. Thứ hai, đó là Quran thảo luận về các bằng chứng đối nghịch bác bỏ lập luận không được đưa không được dựa trên các bằng chứng và cơ sở như Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán và có lu lay yadkhul al jannata illa man kana hudan na nasara tilka ama tilka amaniyuhum qul in kuntum Allah Subhanahu wa ta'ala phán: "Ngươi Muhammad hãy bảo chúng: Các ngươi hãy mang đến các cơ sở và bằng chứng để chứng tỏ lời nói của các ngươi là sự thật." Chương 2, uh, Al-Baqarah câu 111. Thứ ba, Quran khiển trách những ai không chịu kích hoạt tâm trí của họ. Quran mô tả họ như những kẻ không có các giác quan để cảm nhận bởi lẽ họ không tiếp thu được điều hữu ích nào từ những gì họ quan sát thấy cũng như những gì họ nghe được để đưa ra một sự khẳng định hay một ý tưởng đúng đắn. Allah Subhanahu wa ta'ala phán à, ở câu ở chương 22 ở chương 22 Al-Hajj câu 45 và 46 với nội dung đã có nhiều thị trấn bị ta hủy diệt trong lúc chúng phạm điều sai quấy đến nỗi mái nhà của chúng nằm lật ngược ngổn ngang và nhiều giếng nước và lâu đài kiên cố bị bỏ hoang thế phải chăng chúng không du ngoạn trên trái đất để cho tâm trí của chúng hiểu được mọi sự việc xung quanh hoặc để tai của chúng có dịp nghe thấy Quả thật không phải cặp mắt của chúng bị mù mà chính tâm trí của chúng mù lòa. Thứ tư là Quran cảnh báo về những cản trở tư duy đi ngược lại với bản chất của con người. Quran không chỉ đôn đốc con người sử dụng các giác quan và tâm trí cũng như tôn trọng chúng mà Quran còn lưu ý về những cạm bẫy của tâm trí. Nhìn theo một thực tế tự nhiên về bản chất con người thì con người luôn có những ham muốn thiện và ác, điều mà nó khiến con người dễ bị lỗi và lệch khỏi chân lý. Những cản trở cho suy nghĩ đúng đắn được Quran nói rõ. Cản trở thứ nhất đó là truyền thống, đó là truyền thống đó là sự kế thừa tính ngưỡng hành vi thói quen cũng như lối suy nghĩ tiêu cực có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm trí và suy nghĩ làm cho một người khó chấp nhận điều chân lý và từ bỏ điều nguy tạo và sai trái có thể ai đó sẽ không để suy nghĩ của mình được hoạt động y sẽ bắt nó dừng lại vì y cho rằng đây là những gì mình đã thường làm và đã quen làm từ bao giờ hoặc mình đã sinh ra trên điều đó. Sự việc này giống như những người những gì mà Quran đã thông tin cho chúng ta biết về một số người khi điều chân lý được phơi bày cho họ và họ được yêu cầu ngừng và họ được yêu cầu ngừng đi theo những tục lệ truyền thống tức là họ được yêu cầu ngừng đi theo những tục lệ truyền thống sai trái thì họ nói rằng họ phải làm theo những phong tục tập quán lâu đời từ cha ông của họ. Allah subhanahu wa ta'ala phán وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اِتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ولا يهتدون Allah subhanahu wa ta'ala phán Và khi có lời bảo chúng Hãy tuân theo điều được Allah ban xuống Thì chúng nói Không, chúng tôi sẽ theo điều mà chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đã làm Chẳng lẽ chúng đi theo ngay cả khi cha mẹ của chúng không hiểu biết gì hoặc ngay cả khi cha mẹ của chúng không được hướng dẫn ư? Cái điều cản trở thứ hai đó là sự ngoan cố và ngạo mạn. Thì tâm trí có thể đã nhận thức được điều đúng đắn và chân lý nhưng không chịu đón nhận do muốn giữ lợi ích của cá nhân, địa vị hoặc do ganh ghét hay do thành kiến như Allah subhanahu wa ta'ala đã phán Allah subhanahu wa ta'ala phán Chỉ vì sự tự cao tự đại một cách ngông cuồng Chúng đã phủ nhận mặc dầu Trong thâm tâm chúng vẫn nhìn nhận đó là sự thật Chương 27, anh Nam là câu 14 Điều cản trở thứ tư đó là chìm đắm trong thú vui và khoái lạc. Quả thực tâm trí đã nhận thức được điều đúng đắn và chân lý nhưng nó không đủ can đảm để chọn lấy bởi vì nó đang chìm đắm trong thú vui và khoái lạc. Qur'an đã kể cho chúng ta nghe một hình ảnh thí dụ về một người đàn ông có kiến thức có sự hiểu biết và có quyền tự do thực hành theo sự hiểu biết của anh ta cho cuộc sống của anh ta, nhưng anh ta đã rời bỏ sự hiểu biết đó và chỉ làm theo dục vọng của bản thân và chỉ quan tâm đến lợi ích trần gian. Và điều đó khiến anh ta chìm đắm trong lạc thú để rồi không còn biết điều chân lý nữa. Thì chúng ta hãy xem chương 7 Al-Araf từ câu 175 đến câu 176 về cái hình ảnh thí dụ này. Do đó, trong mọi khía cạnh, Quốc An luôn kêu gọi con người hoạt động tâm trí, luôn kêu gọi con người thắc mắc, quan sát, tức là dùng tâm trí để thắc mắc, để quan sát, để tư duy, để suy ngẫm về bản thân, về vũ trụ, về các tạo sinh, một cách vô cùng, một cách vô điều kiện và không giới hạn. Cái điều cản trở thứ tư đó là sợ câu hỏi và suy ngẫm vì sợ bản thân mâu thuẫn với hai điều đó. Thì tôn giáo chân lý phải là của Allah. Đứng đã tạo hóa con người và ban cho con người tâm trí. Cho nên không thể nào sự tạo hóa của Allah lại có sự mâu thuẫn với tôn giáo mà Ngài đã ban hành cho con người. Nếu không có sự mâu thuẫn thì cớ gì sao? Thì cớ vì sao phải sợ đến câu hỏi và hoạt động của tâm trí? إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يكش الليل النهار يطلبه حثيثا والشم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له, ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين الله سبحانه وتعالى فعن أجمع جون الأعراف Câu 154 với nội dung Thượng đế của các ngươi chính là Allah, đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất trong sáu ngày. Sau đó, Ngài ngự trên chiếc ngai dương. Ngài đã làm cho ban đêm bao phủ lấy ban ngày. Chúng đuổi theo nhau một cách nhanh chóng. Và mặt trời và mặt trăng cùng các tinh tú đều tuân thủ theo mệnh lệnh của Ngài. Chẳng phải mọi sự tạo hóa và mọi mệnh lệnh đều thuộc nơi Ngài đó sao? Thật phúc thay cho Allah đấng chủ tể của vũ trụ và muôn loài tín đồ muslim tin rằng sự tạo hóa của Allah Subhanahu wa ta'ala không mâu thuẫn với tôn giáo mà ngài đã ban hành cho nhân loại. Thế thì tại thế thì tại sao phải lo sợ các câu hỏi và hoạt động của tâm trí? Nói tóm lại, cứ càng tìm hiểu thì chúng ta càng thấy rằng Islam không hề phủ nhận tâm trí. Quran không hề cản trở tâm trí. Ngược lại, Islam luôn yêu cầu và khuyến khích tâm trí hoạt động để khẳng định sự chân lý của Islam. Quran luôn kêu gọi con người dùng tâm trí để suy nghĩ, để nhận thức được Ngài. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala hướng dẫn những ai đã biết được Ngài và đã hướng về Ngài và xin Ngài củng cố họ trên con đường mà họ đang bước đi để đến với Ngài. وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته